đồng trường học sinh ở Phan Văn Trinh viết riêng cho đại hội 7 định trung học. Tiếc rằng vì một vài lý do nào đó mà cho đến 3 ngày trước khi đại hội tổ chức thì bài hát, lời hát mới được gửi đến, cho nên hoàn toàn nó không có trong chương trình. Nhưng mà chúng con cũng không thể bỏ qua tiết mục này, bởi vì đó là thứ nhất, một bài hát viết riêng cho Hồng Đức đại hội lần thứ 7, và là một bài hát rất dễ thương của một anh chàng hàng xóm tặng riêng cho các cô Hồng Đức. Và đây, bài ca Hồng Đức của nhạc sĩ Nguyễn Trí Dũng, một cựu học sinh Phan Văn Trinh, viết riêng cho Hồng Đức đại hội lần thứ 7. Trân trọng kính mời. Dạ, thưa.